những cái map mà phải gọi là có những cái độ khó nó không hề khó, nhưng những cái tình huống con cua nó thực sự là khó chịu ở đây. Và tốt, vừa rồi anh ta có cái tình huống đụng vào tường và Min anh ta đang thu hẹp nữa rồi. Và những tình huống con cua cuối cùng này rất có thể là Min sẽ là người tông vào chiếc xe của Asem, Asem bị bắt lôi, anh ta tự làm một cái chân của mình. Ở đây thì anh ta không có cho mình được một cái WCWW, nhưng Phan Tôn vẫn chưa thể nào thu hẹp được cái khoảng cách với cả núi nói Z. Ở đây anh ta có một cái tình huống lỗi rồi, và Phan Tôn anh ta đang trôi lên từ đằng sau kìa, và thậm chí là cái WCWW của Phan Tôn nó là có lợi, và Phan Tôn đang sẽ chỉ là người trong trận đấu này. Ngay lập tức thì Asen đã vươn lên, mình cũng không phải là một tay đua dễ dàng có thể buông bỏ. Asen lỗi ở đây. Hiện tại thì nó nói Z cũng như là Phan Tốt, nó nói Z vừa rồi nó có một cái tình huống qua cua không thực sự là thuận lợi, và cái khoảng cách đã được Phan Tốt tạo ra, và nó nói Z tặng lại thêm có một cái tình huống lỗi nữa ở đây. Hai tình huống lỗi liên tiếp đến từ vị trí của nó nói Z. Cứ tiếp tục như vậy thì Asen sẽ bị rất nguy hiểm. Ui, như nào? Qua rồi. Được rồi. Phan Tốt có lợi thế, và nó nói Z vừa rồi có một cái tình huống đụng tường khiến cho cái tốc độ của anh ta không thực sự là quá cao. Lần này lại phải bám đuổi theo Phan Tốt rồi. Khoảng cách bây giờ đã là 0,7 giây, nhưng không, ở đâu đó thì Phan Tốt có một cái tình huống bắn Eju mà con cua thực sự là lôi. Asen đang cố gắng ngăn cản Min làm điều đó bằng việc tăng tốc. Và giờ thì chúng ta cùng chờ xem đoạn đua này. Ui, Asen kia chỉ cần những con cua cuối cùng làm tốt thì chúng ta sẽ có được cái BO đầu tiên. Nhưng phải cẩn trọng khi mà sang cái BO thứ hai chúng ta không còn T3 nữa. Ôi kìa, lỗi một chút, chỉ cần một lỗi nhẹ ở trong cái map đấu này thôi thì hoàn toàn trận đấu nó sẽ thuộc về đối thủ một cách cực kỳ là dễ dàng. Tôi như đây thì Asen anh ta có cái tình huống lỗi tạm thời thì lợi thế đang thuộc về vị trí của Nam Nozet khi mà anh ta tranh chấp là tốt hơn. Vâng, những cái thời điểm đầu trận có vẻ như là Nozet đang làm quá ở đây thôi rồi. Nói Z, những tình huống qua cua của anh ta thực sự là đẹp đấy. Và lại một lần nữa thì vừa nói xong phải khen nó nói nhiều vào. Và nó cũng vừa mở ra mắt ở cách đây không lâu tại mấy chỗ vừa qua những pha ui tranh chấp của Asen. Và Asen là người thành công. Những thời điểm đầu trận thì nó nói Z cũng đã nhồng lên. Anh ta có đi chỗ kìa. Lại lỗi đến từ vị trí của nó nói Z rồi. Quả cua một cái cách gọi như là cực kỳ là manh nhanh ở đây, đến từ vị trí của Tốt và Nonoi Z này. Anh ta kìa, siêu chuyển hướng lôi từ vị trí của Nonoi Z, vẫn phải bám đuôi theo Min. Và đúng là cái map đấu mà Min ôi thôi hết rồi. Những cái khả năng tích nitro đến từ Nonoi Z nó phải gọi là cực kỳ là ấn tượng. Anh ta đã có cho mình được cái vị trí đầu tiên, bây giờ là khoảng cách nó có rồi. Và cố gắng lên nào, Tốt đang cố gắng tăng tốc một phần nào đó. Ôi Tốt lại bị bấm nhầm cái Eju à. Vâng, và có vẻ như Asen đã bị lỗi ở cung đường vừa rồi, khiến cho sao xe giờ đây bỏ ta với... Ôi khoan, sao xe lỗi rồi, thôi rồi, sao xe đã rơi xuống cái hồ sen. Anh ta không có một cái góc bay đẹp ở đây. Chuyển hướng ở đây rồi, áp lực đang được tạo ra bởi Phan Tốt, vẫn đúng là như vậy rồi. Nó Z vừa rồi nó có những cái tình huống anh ta lôi ở đây, siêu chuyển hướng không qua rồi. Có một cái khoảng cách lớn đối với những con A thì qua này, qua này, một cái qua rồi. Và để cùng xem là cái khả năng kéo bút tới từ cả hai tay đua sẽ tốt như thế nào. Khi mà Tốt anh ta đã lựa chọn cho mình bắt thi đấu này rồi, là tôi chắc rằng tình của Tốt đang là rất cao. Nhưng mà vừa rồi Tốt và anh ta không đi được phía đoạn đường ở phía trên. Chỉ một trong một chốc lát thôi, Min sẽ vượt qua đầu tư vừa dứt lên thì có vẻ như Min đã qua được rồi. Và Asen đã gãy quá khó cho Tốt ngày hôm nay. Nhưng mà mặc dù mình có lỗi, nhưng mà liệu rằng Tốt có lên được không đây? Không đủ. Khoan từ từ nha. Bây giờ khoảng cách bây giờ còn 2 khúc cua nhưng quá xa. Asen lại tiếp tục là người có được lợi thế trong mắt thi đấu này. Và sao xe bình tĩnh thôi. Ở đây thì Asen anh ta đã có một cái lợi thế, nhưng đâu đó thì anh ta vừa đụng rồi kéo tới đó là Min lôi. Nhưng chỉ cần anh ta mất một nhà rồi thì hoàn toàn Tốt sẽ có cơ hội muốn cua trước đầu xe tới thì Tốt như thế. Ôi ai rồi, anh ta bị lỗi, anh ta không đi được đoạn đường tắt vừa rồi. Và chúng ta cùng chờ xem vào những khúc cua tiếp theo. Liệu Asen lên được rồi và cơ xe cực kỳ chí mạng của sao xe. Ôi xin lỗi bạn Asen, bây giờ... Và bây giờ Asen mới bị Play chắc đúng vậy. Hay vậy. Play cách từ hay nha. Một quyết định đưa ra là cực kỳ dũng cảm. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.